Hello, xin chào mọi người. Tiếp tục với chuyện series hướng dẫn phần mềm Simple Facebook. Thì video lần này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để lọc bạn bè trùng giữa hai tài khoản với nhau hoặc là nhiều tài khoản với nhau. Ví dụ như mọi người có một cái tài khoản A đã đi kết nối với những đối tượng khách hàng tiềm năng, và trong quá trình mà kết bạn, tức là quá trình kết bạn hoặc là chạy phần mềm, thì có thể bị trùng với một cái tài khoản B nào đó và có bạn bè chung. Thì mình muốn lọc đi, tức là mình muốn loại bỏ những đối tượng bạn bè chung giữa hai tài khoản này hoặc là nhiều tài khoản với nhau. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người như sau. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào phần mềm Simple Facebook này. Bước tiếp theo thì mọi người sẽ chọn cái tài khoản cần lọc. Đây, bây giờ em sẽ chọn cái tài khoản này đi. Và em sẽ lấy một cái tài khoản B nào đó và có bạn bè chung với tài khoản này và em muốn lọc đi. Đây, em sẽ lên em search, ví dụ em search bạn Thủy Đồng này đi. Thì bạn này là chung cùng công ty. Đó. Thì tức là sẽ có những đối tượng tối tượng là bạn bè chung. Đây, tức là 86 bạn bè chung này. Thì em sẽ lọc những cái đối tượng mà bạn bè chung với tài khoản này. Thì em sẽ đầu tiên bước thứ hai thì em sẽ lấy cái ID. Em click vào lấy cái ID của người dùng này. Đó. Sau khi copy thì em sẽ vào mục Simple Facebook, vào giao diện. Đây, ở mục tìm kiếm. Đây, ở mục tìm kiếm thì lấy danh sách bạn chung này. Có một tính năng lấy danh sách bạn chung. Người phát cái ID vào, tức là dán cái ID người cần lọc chung, bạn chung. Đó, hoặc là mọi người có thể phát nhiều ID vào. Ví dụ như là mọi người muốn lọc một tài khoản, hai tài khoản, ba tài khoản, bốn tài khoản đều được. Thì mọi người có thể dán tiếp theo những cái ID tiếp theo. Đây thì em sẽ lọc một cái ID. Ok, và lọc mọi người bắt đầu quét. Thì nó sẽ hiển thị ra 86 người, đúng với 86 người. Đó. Thì sau khi lọc xong thì em sẽ xóa bạn, tức là em hủy kết bạn với những đối tượng này. Em hủy bạn. Bắt đầu là xong. Thì chờ phần mềm chạy xong, tức là em đã hủy những đối tượng mà trùng bạn giữa cái tài khoản của em và tài khoản của bạn Thủy Đồng này. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn xong mọi người cách để lọc bạn bè trùng giữa nhiều tài khoản với nhau, một hoặc nhiều tài khoản với nhau. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.